Đó, em thấy nhà này sao? Đẹp không? Sang trọng đẹp đẽ không? Em thấy được á anh. Cái nhà này rộng rãi, thoáng mát đó. Mà anh hay quá ha, kiếm được cái nhà vừa rẻ vừa đẹp như vậy, em ưng lắm á. Ngồi xuống đi. Tại vì anh có thằng bạn á, nó làm bên bất động sản. Anh năn nỉ nó dữ lắm luôn á, mới nhường căn nhà này cho anh. Với lại cái chủ nhà này nè, lớn tuổi rồi, chuẩn bị qua Mỹ định cư nữa. Mà ngặt cái họ không có xài tài khoản, em hiểu không? Họ yêu cầu mình á, nếu mà mua căn nhà này á là phải đưa tiền mặt. Bởi vậy á, bữa giờ anh kêu em đi rút tiền mặt á. À mà anh về Nam rút á, mà rút 20% thôi, tại bữa hổm anh dằn cọc 50% rồi. Ngày hôm nay á, họ kêu tới đây dằn cọc thêm 20% nữa, rồi qua ngày hôm sau á, họ sẽ dẫn mình đi làm công chứng là bàn giao nhà cho mình luôn. Quá trời quá đất, không biết sao sáng giờ quá trời khách luôn bạn. 2-3 khách xong chạy qua đây liền, vậy mà trễ nửa tiếng. Thôi xin lỗi hai vợ chồng nhiều ha. Rồi sao thấy nhà cửa rộng rãi không? Sân trước sân sau đầy đủ hết, và bây giờ đầy đủ tiện nghi luôn. Hai vợ chồng tính toán kỹ đi chứ không là tiếc dữ lắm luôn á. Đó, em thấy không, cái chỗ bạn bè quen biết từ nhỏ tới lớn nó mới nhường cho anh, ưu tiên cho anh đó. Bây giờ mà mình không lấy á là tiếc lắm á. 3-4 người dằn cọc cao hơn kìa. Thôi bây giờ em cho anh mượn một chút đi, để anh đưa cho bạn anh, rồi qua ngày sau cái mình đi công chứng quyền sử dụng đất luôn nha. Ok bạn. Cái anh này, em đâu phải người khó khăn như vậy đâu. Tự nhiên anh nói vậy bạn bè anh nghe hiểu lầm cười em chết. Tiền của em cũng là tiền của anh thôi mà. Mai mốt hai đứa mình cưới nhau về cũng là của chung thôi. Anh, bây giờ em đưa trước tiền cọc cho anh ha. Rồi bữa sau em với chồng em chuyển vô đây, xong xuôi hết rồi em đưa cho anh phần còn lại ha. Không sao, không sao. Đây chỗ quen biết không à. Vậy là quá quý dữ lắm rồi. Lấy giấy tờ ra đi bạn. Rồi, đó hay chồng coi nha. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đây. Đó, trong đây có ký tên, mộc đỏ rõ ràng. Ok chưa? Dạ, em gửi tiền cho anh nè. Rồi. Mà thôi à, bây giờ hai vợ chồng coi ha, mang tiền này qua cọc cho người ta để mất cọc. Dạ. Rồi, nhớ nha. Dạ. Anh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Thật chưa cảm ơn gì đi vậy. Nè, như đã hứa với anh á, bữa trước á em nói là sẽ bán cho anh miếng đất đúng không? Bây giờ em sẽ đưa cho anh giấy tờ gốc luôn để cho anh làm tin nè. Anh may mắn lắm đó nha. Miếng đất này của ba em cho em trị giá phải hơn 3 tỷ đó. Đã vậy nha, còn ở một vị trí sầm uất nữa. Với lại bây giờ mình đang yêu nhau cho nên là em bán rẻ cho anh đó. Anh sao vậy? Đâu có. Anh tự nhiên anh vui quá cái anh bị đứng hình luôn. Anh cảm ơn em nha. Giờ vậy nè, nếu mà cái này thành công á, anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng luôn. Anh hứa đó nha. Khánh ơi, đây nè. Ừ thân, giấy tờ xong chưa? Xong rồi. Đây, tiền về. Đó. Rồi đây, đủ tiền ha. Cảm ơn Hân nha. Cảm ơn Hân chiếu cố hài tôi ha. Mà kêu ta đi rút tiền mặt hơi cực xíu nha. Trời ơi, em thì em thích tiền mặt. Càng nặng thì càng tốt. Cho nên em bán rẻ chỉ anh lắm rồi đó. Cho nên nó ngồi đợi ngân hàng có chút mà cũng trách em nữa. Không sao, không sao. Bạn anh nó chọc em á, em coi lại coi đủ tiền chưa. Dạ, đủ rồi. Hai em đi trước nha, em có hẹn với ba em rồi. Bữa sau mình gặp lại nha. Ừ, cảm ơn nha. Nè, tôi lấy lại tiền cho cô nè. Cảm ơn nha. Ôi, cái miếng đất to cỡ này nè, tao với mày trúng mánh rồi. Ê, đi. Ê nè, cái gì vậy? Sao cô tới đây? Em, chuyện này là sao? Sao đâu, chuyện bình thường mà. Tôi đã từng nói với anh á, tôi sẽ lấy lại số tiền mà anh lừa tôi đúng không? Bữa nay tôi lấy lại được rồi nè. Cảm ơn anh nha. Lừa người thì bị người lừa thôi, có gì đâu mà bất ngờ. Hey, mày thấy nhỏ nó ngu không? Tao mới nói có một cái thôi à, nó giao hết tài sản cho tao luôn. Giờ tao chia tay nó, tất cả tài sản của nó thuộc về tao.
Hay quá bạn ơi. Ôi. Dạ anh em mình chia chứ. Thời chiến này giàu to. Ôi, ôi. Thằng cốm. Ê. Ai da, cái gì vậy? Thì ra là tại vì anh lấy hết tiền bạc của tôi rồi anh mới chia tay tôi đúng không? Khốn nạn. Buông ra. Hèn gì mà tôi đòi hoài mà anh không chịu trả. Bây giờ anh trả hết tiền cho tôi đây. Tự nhiên mắc cười quá ta. Nói nghe nè, anh thật sự là anh chán Cương lâu dữ lắm rồi. Chán thì phải chia tay đúng không? Nhưng mà anh suy nghĩ là chia tay Cưng ra cái anh bị lỗ. Lỗ cái công từ hồi đó giờ anh chăm sóc Cưng nè, anh chiều chuộng Cưng nè. Đó, đâu có ngu. Anh phải tìm cách, anh suy nghĩ ha. Anh phải bòn rút tiền của Cưng. Lời khúc, anh mới chia tay chứ. Đúng không, đúng không? Hay lắm bạn. Gì? Hay da. Thoải mái. Cái này cũng là giả đúng không? Không lẽ thiệt. Bây giờ tôi sẽ đem cái này lên công an, tôi trình báo với họ tội các người đã chiếm đoạt tài sản của tôi. Đi báo công an kìa, báo công an. Rồi em đưa đây. Ừ. Đây nó chỉ cho, nó chỉ cho đi, 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 nè. Chỉ cho em đó. Đây nè, cái chữ ký này nè, anh ký á là giả. Cái mộc này nè cũng là giả luôn. Còn đâu có bằng chứng gì mà em đưa tiền cho tụi anh đâu mà báo công an đúng không? Muốn đi báo công an hả? Đây đây, cầm. Cầm luôn. Cầm cái giỏ, cầm cái giấy. Đi, báo công an giùm cái. Khốn nạn. Bữa nay không trả tiền cho tao, tao liều mạng tao sống chết với tụi mày. Ê. Nè. Liều mạng sống chết hả? Nè, vô. Vô. Bá vô. Nè. Mới sáng sớm nha. Đừng có chọc anh điên lên. Hồi đó giờ anh chưa đánh phụ nữ. Anh mà điên lên là anh đánh. Ráng chịu nha. Bây giờ biết sợ chưa? Sợ thì cút. Cút. Tao sẽ lấy lại cả chì lẫn chài. Tụi mày chờ đó. Lấy chì lẫn chài luôn thấy ghê quá. Sợ quá sợ quá. Tôi tiếp cận hai anh á cũng chỉ vì giúp cô ta lấy lại số tiền mà hai anh đã lừa cổ thôi. Vậy cái này là giả hả? Tại sao vậy em? Anh thương em, anh cung phụng cho em mà. Tại sao em lừa anh? Tại vì anh ngu, anh tham lam. Thì bây giờ anh trách ai? Anh có cái tính thích thả con tiếp, bắt con tôm đúng không? Lừa người khác nhiều quá rồi. Bữa nay bị người ta lừa lại một chút có làm sao đâu. Trả tiền cho tao. Nếu ngày hôm nay không trả tiền cho tao á, trách đưa tiền nè, cho tao. Đưa đi nè, lấy tiền lại. Ê, tôi gọi 113 rồi đó, anh manh động thử đi, tới công chuyện liền đó. Giỡn chứ sao? Anh tính làm gì? Bớ người ta. Ê nè, nè, bớ người ta nè, bớ người ta đi, đi, đi. Bỏ đi. Nè mày gọi thiệt á hả? Tắt đi. Trời ơi, bà khùng quá à. Cái này á là cái số điện thoại thứ hai của tôi. Tôi cài á, tôi đổi thành tên 113 thôi. Dụ tụi nó. Cảm ơn bà nha, nhờ bà mới lấy lại được số tiền này á. Nè, lần sau nhớ cẩn thận nha ông. Thôi, mình đi về. Đi về đi.